Xin cảm ơn Minh Tuyết. Lắm lúc thưa quý vị cứ hay quên quên nhớ nhớ như vậy. Minh Tuyết vừa phải ghé vào tai là Minh Tuyết chứ không phải Tuyết Tuyết. Thưa quý vị, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thì không chỉ yêu mến với đông đảo các quý vị khán giả yêu nhạc, mà còn là một trong những vị nhạc sĩ và rất nhiều những thế hệ nghệ sĩ yêu mến và trân trọng ông. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, nhân cái lễ kỷ niệm 10 năm ngày mất của vị nhạc sĩ này, thì Quang Long cũng rất muốn quý vị chúng ta hãy cùng chia sẻ những cái cảm nhận của một trong những thế hệ nhạc sĩ rất ca sĩ rất là trẻ đối với vị nhạc sĩ này. Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị, xin mời nhạc nghệ sĩ ca sĩ Tuấn Hiệp. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón Tuấn Hiệp. Lời đầu tiên cho phép Tuấn Hiệp được gửi tới quý vị lời kính chúc và lời chào thân yêu nhất. Thưa quý vị, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là những ca khúc sáng tác, những ca khúc gắn liền với dòng mà chúng ta gọi là trữ tình, lãng mạn, tiền chiến. Quang Long lại chọn Tuấn Hiệp để trong nói về những cái cảm nhận của mình là một cái giới trẻ về những nhạc phẩm của ông là cũng có lý do của nó. Bởi vì nếu mà quý vị mà có gắn bó với cả Tuấn Hiệp lâu năm thì quý vị sẽ thấy rằng là Tuấn Hiệp cách đây 10 năm thì không phải là Tuấn Hiệp như bây giờ mà quý vị nghe. Mà Tuấn Hiệp là một trong những cái dòng ca rất là có tiềm năng và là một cái niềm hy vọng của Nhạc viện Hà Nội đối với dòng nhạc giao hưởng tính phòng, tức là nghệ thuật hát opera. Có vẻ hơi lạ, có phải không kính thưa quý vị? Vậy mà bây giờ Tuấn Hiệp lại hát với những cái dòng trữ tình tiền chiến này và đã hát nhiều nhạc phẩm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Thì tôi cảm nhận thế nào khi hát những cái nhạc phẩm của ông? Với Tuấn Hiệp thì quả thật là từ khi Tuấn Hiệp vào học viện âm nhạc thì Tuấn Hiệp cũng là một trong vinh dự trong những cái thí sinh là đỗ đầu trong học viện âm nhạc, cũng như trong quá trình học tập tại học viện âm nhạc thì Tuấn Hiệp luôn luôn đạt được cái thành tích cao. Đáng lẽ ra thì con đường của Tuấn Hiệp thì theo cái dòng nhạc opera, nhưng mà do cái điều kiện thời điểm đó thì Tuấn Hiệp cũng theo đuổi Tuấn Hiệp học hai trường đại học nên nó hơi vất vả một chút, thế cho nên chỉ được phép chọn một cái con đường là có thể hát và kiếm tiền và học được và làm được mọi thứ trong xong cái thời điểm đó. Còn về cái dòng nhạc xưa, nói về dòng nhạc xưa như thế này thì Tuấn Hiệp là ca sĩ hát cái dòng nhạc xưa, dòng nhạc tiền chiến trữ tình ở Hà Nội. Thì Tuấn Hiệp hát rất nhiều của các nhạc sĩ như Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ánh Chín và Ngô Thụy Miên. Thì với Tuấn Hiệp thì cái niềm tự hào của Tuấn Hiệp và niềm tự hào của người dân Hà Nội và người Bắc là có một cái nhạc sĩ tài hoa, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Tiểu Linh. Thì đó là cái lý do mỗi lần Tuấn Hiệp đứng lên sân khấu thì Tuấn Hiệp luôn luôn dành cho ông những cái tình cảm thân yêu nhất bằng những cái ca khúc mà Tuấn Hiệp luôn hát cháy bằng hết trái tim của mình. Đó là lý do làm sao mà Tuấn Hiệp đam mê những tình khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Tử Linh. Đã tới hơn nửa năm rồi thì Quang Long có biết được là cái tâm sự của Tuấn Hiệp. Tuấn Hiệp đang muốn trăn trở là sẽ thực hiện một album riêng về nhạc phẩm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Thế vậy bây giờ cái dự án đấy nó đã đến đâu rồi? Quả thật cái dự án của Tuấn Hiệp thì nó trước cái CD bơ vơ chứ. Cái đĩa của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Tử Linh, Tuấn Hiệp chuẩn bị 5-6 năm nay rồi. Nhưng mà nó mãi mãi vẫn không hoàn thành được. Nhưng mà sắp tới 22 tháng 12 Tuấn Hiệp có đi sang Đức và sang Pháp biểu diễn cho cộng đồng người Việt và Tết ở đó, thì Tuấn Hiệp cố gắng làm sao xong cái đĩa CD Đoàn Chuẩn Tử Linh để Tuấn Hiệp sang đó một phần giới thiệu cho cái CD của mình. Và Tuấn Hiệp cũng nghĩ rằng Tuấn Hiệp sẽ bán được cái CD của mình ở bên Đức và bên Pháp. Bởi vì không chỉ là đơn giản là một giọng hát của Tuấn Hiệp mà Tuấn Hiệp còn mang theo đó là cả một mùa thu của Hà Nội, có phải không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì không để mất nhiều thời gian của quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục trở lại với những giai điệu trữ tình lãng mạn của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn qua hai nhạc phẩm. Một nhạc phẩm thì có cái tên rất lạ, thì Quang Long sẽ dành cho Tuấn Hiệp giới thiệu tới quý vị ở phía sau. Còn nhạc phẩm mà Quang Long muốn giới thiệu tới quý vị rất là quen thuộc của Đoàn Chuẩn, Tử Linh, ca khúc Tà Áo Xanh, qua phần trình bày của Tuấn Hiệp. Xin quý vị cùng thưởng thức.